ban giám khảo các bạn. Em xin gửi bài hát là Phố Cổ. Phố quê mà nay mưa dần hòa, nhìn tên từng con phố. Tiếng gió nửa đêm nghe thật buồn, và chân người lắm ru. Tàu đêm lấp kén, vội vã chờ người đi xa đi xa. Xin mời phần xét của em Khảo để anh Dịch Vũ phần xét. Vâng, xin mời anh Công. Mình không biết là bạn có tập trước với anh guitar mà sao thấy bài hát bài này hơi bị chậm, chậm rất là chậm so với bản gốc à? Hay là bạn cố tình hay là cái đó là cái phong cách anh nhạc chậm của chậm anh. Dạ, tại em sợ là em hát không nổi. hát không nổi. Hát cao quá bị về cái không hay à? Bởi cái gì? Mình thấy là không phải là bạn quên lời bài hát này mà giống như là bạn chưa có thuộc lời luôn. Bạn lấy lời của đoạn này bạn đắp cho đoạn kia và những cái chỗ mà bỏ chữ nhiều rất là nhiều. Em xin lỗi ban giám khảo và các bạn nhưng mà em cũng đã cố gắng học từ đầu đến giờ nhưng mà
cũng không vào đâu. Các bạn không thấy cái bài nào nó dễ dễ nhưng bài cháu đến ba bài thi nó không quên lời. Trời ơi, khổ ghê. Dạ, tại em hát nhạc buồn thì nó hay. Hay hay hơn, hay nhạc buồn hay hơn. Em thích nhạc buồn nhưng mà không tự nhiên pin được tại tiếng em rung. Nên em chọn không. À, tại vì là mình thuộc bài hát này và mình đây là một bài hát rất là hay và nghe rất là nhiều lần rồi cho nên tự nhiên cái hát lời đọc vô tự nhiên cái nghe nó thuộc cảm xúc hết trơn. Nó không còn cái gì mà nó không muốn cảm thấy như nó không muốn nghe nữa. Nhưng mà bù lại thì cái điểm đặc yếu điểm của bạn là cái giọng hát của bạn rất là đẹp. Nó rất là đều. Cái làm cho mình nghe mình tưởng tượng đến những cái không khí ngoài Bắc á. Những cái giọng hát mình chưa nghe giọng nói của bạn nhưng mà mình nghe cái giọng hát của bạn là mình biết bạn là người ở ngoài Bắc chứ. Như thế này sao nói thử cái này hơn. Bằng giọng hát của bạn rất là đẹp và mình thích đó, nhưng mà nếu như bạn đã quyết định đi thi thì bạn nên đầu tư vào tiết mục của mình nhiều hơn nữa để cho khán giả có một cái tiết mục gọi là thi thực sự và mình không có bị hụt hẫng khi mà có những cái thiếu sót như vừa rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Long, anh đang cố gắng đánh thức ban giám khảo nha. Có một kinh nghiệm như đi thi là nên hát bài tự tin nhất và thích nhất. Nó sẽ làm hiệu ứng như là mình hát tự tin nè, rồi mình hát tình cảm nè, và lúc đó mình rất là tự tin. Và một phần nữa là em hát bài này nhưng mà lại cái chỗ mà chữ khúc á, đó lại phải hát staccato, tức là mình hát cái giọng mà phải này mình ngắt khoảng ngắt ra vậy mới hay, giật thì mới đúng ra bài này. Và khi người ta thường nói là chị ví dụ cái được mà em không biết staccato là gì vậy? Ví dụ như bài chị hát đi ạ. Dạ, dạ. Ngày hôm ấy anh đôi cùng một người là trông nhìn anh trong lòng là xích sao như vậy á. Nếu mình như hát em hát ngày hôm ấy anh đôi cùng một người thì hôm đó đi luôn rồi. Vâng, xin mời. Và phần nữa thì người ta nói là giọng hát có thể đánh giá được tính cách một xíu đó, tức là chị nghĩ là em cũng hơi lười đó đúng không? Em hát đi. Rồi vậy thì em sẽ dễ thương nè. Tính cách của bạn. Đúng rồi, giọng hát của em thì hay, có âm sắc hay. Vâng. Xin mời giám khảo Hoài Trần. Trời em, chị nghe tiêu đề của bài hát là Phố Cổ thì chị là một người phụ nữ Hà Nội nên chị đã rất là thích và rất là nhiều hy vọng là em hát bài này sẽ rất là tuyệt vời hay. Thật sự là cái giọng của em, cái chất giọng của em chị rất là thích, nó dày và nó rất phù hợp với bài hát về phố cổ này. Các chị thấy là phù hợp. Thế tuy nhiên là chị thấy là em mất tập trung ở trong cái bài hát là nhiều. Thì cũng giống như là nhận xét của anh Cao Long và chị Hoàng Diễm á, là em nên có một cái sự đầu tư tốt hơn khi mà em chọn cái bài này để em hát. Hoặc là em đổi cho một cái bài hát mà nó là sở thích của mình để mình thuộc mà mình đam mê mình vừa hát vừa theo nó luôn ha. Chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của em. Vâng, xin mời chị Hà Trần. Xin mời kiến sư Đậu Trọng. Tôi thấy ngược lại giọng hát các bạn có những điểm nói chung ngoại trừ những điểm chưa được thì còn lại là được hết á. Cho nên là hết hồn không? Hết hồn luôn mà. Cho nên là nếu mà bạn được lọt cái vòng chung kết á thì bạn nên chọn cái bài hát tôi nghĩ có phù hợp hơn cái giọng bạn chút xíu. Bài rồi hình như là bạn hơi chưa tập trung lắm đúng không? Bài đó em chọn rất nhiều bài, em muốn hát bài nào thì riêng cái điểm bên chân tình đó thì tôi nghĩ là bạn xứng đáng được điểm 10. ok có cần người ôm không? Ôm luôn đi, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Vậy thôi được rồi, chị cảm ơn chị. Cảm ơn.